Nhiều cổ động viên đã sử dụng hashtag thằng Maloney out để kêu gọi Liên đoàn bóng đá Malaysia, FAM, sớm chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân 50 tuổi. Nhiều người cũng để lại bình luận chỉ trích màn trình diễn của U23 Malaysia trên trang Instagram của FAM. Trước làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ, Chủ tịch FAM, Hamidin Mohd Amin cho biết sẽ chờ báo cáo chi tiết về thất bại tại giải U23 châu Á 2022 của Maloney trước khi quyết định về tương lai của huấn luyện viên Australia. Hợp đồng của huấn luyện viên Maloney với FAM còn hạn đến tháng 12 năm 2023. Không chỉ người hâm mộ, tôi cũng rất thất vọng với kết quả vừa rồi. FAM sẽ có những quyết định vì lợi ích của bóng đá Malaysia, Hamidin nhấn mạnh. Ông cũng khẳng định sẽ không công bằng nếu bình luận về màn trình diễn của Malaysia, vì họ vẫn còn trận cuối gặp Việt Nam ngày 8 tháng 6. Cùng thắng trận mở màn, trận đấu giữa Nhật Bản và Ả Rập Xê Út mang ý nghĩa phân định ngôi đầu. Đội nào tiếp tục thắng sẽ vào tứ kết sớm một lượt. Tuy nhiên, kết quả hòa 0-0 ở lượt hai bảng D tối ngày 6 tháng 6 khiến hai đội chưa thể chắc suất tứ kết giải U23 châu Á 2022. Ở trận đấu còn lại, UAE dễ dàng đánh bại Tajikistan 2-0 nhờ công Abdelazid Mohammed và Mansour Sa'ed Abdullah. Ở lượt đầu, Tajikistan thảm bại 0-5 trước Ả Rập Xê Út. Tajikistan vì thế trở thành đội tiếp theo bị loại ở giải. Ả Rập Xê Út và Nhật Bản hiện có cùng 4 điểm, còn UAE có 3 điểm. Nhật Bản nắm lợi thế vào tứ kết khi chỉ phải đụng Tajikistan ở lượt cuối ngày 9 tháng 6, trong khi Ả Rập Xê Út quyết đấu UAE. So với trận mở màn thua ngược Đan Mạch 1-2, ngày 3 tháng 6, huấn luyện viên Didier Deschamps thay 10 vị trí, chỉ giữ lại Aurier, OAMNI, tiền vệ thuộc biên chế Monaco đang trong tầm ngắm của Real. Ngoài ra, Pháp cũng chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang 4-2-3-1 với bộ đôi trung vệ Presnel Kimpembe và William Saliba. Những trụ cột như Hugo Lloris, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Kingsley Coman hay anh em nhà Hernandez đều dự bị. Angolo Canté thậm chí không được đăng ký. Đây cũng là trận chính thức đầu tiên Pháp vắng Antoine Griezmann trong đội hình xuất phát kể từ tháng 6 năm 2016. Pháp và Croatia đều có cơ hội định đoạt trận đấu, nhưng cả hai đội đều bỏ lỡ. Ngày 10 tháng 6, Pháp làm khách của Áo, Croatia gặp Đan Mạch trước khi tái đấu trên sân Stade de France ngày 13 tháng 6. Theo Mundo Deportivo, Man City sẽ trở lại cuộc đua giành chữ ký của Frankie De Jong cùng với MU. Về phía Barcelona, họ đang quan tâm đến Bernardo Silva của City. Vì vậy, câu lạc bộ này ưu tiên đàm phán với đội bóng của Pep về một thương vụ trao đổi. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đi đến một thỏa thuận giữa hai câu lạc bộ. Tuy nhiên, Pep đã tuyên bố rằng Barca sẽ khó có được Bernardo. Do đó, nhiều khả năng City sẽ chỉ chi tiền để có De Jong thay vì đổi người. Theo Foot Mercato, Real Madrid đang quan tâm đến việc chiêu mộ tiền vệ Nuno Mayer từ Real vào hè này. Kênh cần trắng xem tiền vệ này như là một sự thay thế lâu dài cho nhạc trưởng Luka Modric, người đã bước sang tuổi 37. Được biết, chính ngôi sao số 10 đã tiến cử người đàn em cho ban lãnh đạo Los Blancos. Mayer là cái tên khá nổi bật tại Ligue 1 vừa qua. Cầu thủ 24 tuổi sở hữu kỹ thuật và khả năng cầm nhịp trận đấu được ví với người đàn anh nổi tiếng. Ngoài ra, Mayer là một lựa chọn tốt về mặt tài chính khi anh được định giá chỉ khoảng 16 triệu bảng. Tiền vệ Zemilner được xác nhận đã gia hạn hợp đồng thêm một năm với Liverpool cho đến hè năm 2023. Giao kèo hiện tại giữa đôi bên sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Tiền vệ 36 tuổi nhận được một số lời đề nghị từ một số câu lạc bộ ở Anh và cả nước ngoài, nhưng đã quyết định gia hạn để ở lại Anh Viêm năm thứ 8 liên tiếp. Sky Sports tiết lộ rằng chính huấn luyện viên Jurgen Klopp đã đích thân thuyết phục Milner ở lại thêm một mùa nữa, do ông không muốn để mất một chiến binh đã ra sân tới 39 lần mùa trước. Tờ Miro cho hay, tuy bị Ajax hét giá ngất ngưỡng cho hậu vệ Jurgen Timber 36 triệu bảng, nhưng MU không vì thế mà bỏ cuộc. Huấn luyện viên Erik ten Hag muốn tái ngộ học trò cũ ở Old Trafford. Dù vậy, Timber tỏ ra băn khoăn nên chưa vội đưa ra quyết định tương lai. Cầu thủ này cho biết, chuyển đến một câu lạc bộ lớn thì ai cũng thích, nhưng với điều kiện phải được ra sân thường xuyên. Còn nếu gia nhập chỉ để dự bị thì anh thà ở lại Ajax, cũng là một câu lạc bộ lớn, còn hơn. Nhà cầm quân Hà Lan dự định thực hiện 6 bản hợp đồng mới ở chuyển nhượng hè 2022 để xây dựng MU, với kinh phí mua sắm được cho ở tầm 150 triệu bảng. Do vậy, ông cần tính toán cặn kẽ từng mục tiêu để sao vừa phù hợp giá cả, vừa phù hợp về con người. Theo thông tin từ Sportmo, MU đang cử người theo dõi tiền vệ Eriksson thi đấu tại UEFA Nations League. Eriksson chơi rất hay trong màu áo của Brentford ở giai đoạn 2 của mùa giải 2021-2022. Do đó, tiền vệ người Đan Mạch được huấn luyện viên Erik ten Hag dành sự quan tâm. Hợp đồng của Eriksson với Brentford sẽ hết hạn vào cuối tháng này nên nếu chiêu mộ tiền vệ người Đan Mạch, MU sẽ không mất phí chuyển nhượng. Trung vệ Jada Pinkett và ca sĩ Sakida phải chia tài sản chung sau khi thông báo khép lại mối tình 12 năm. Theo Celebrity Network, trang web chuyên đăng tải các ước tính về tổng tài sản và hoạt động tài chính của những người nổi tiếng, Shakira tích lũy được khối tài sản gần 320 triệu đô la Mỹ so với 85 triệu đô la Mỹ của Piqué. Vì hai người chưa kết hôn, tổng tài sản của Shakira và Piqué sẽ không bị ảnh hưởng, gồm những tài sản được mua trước khi bắt đầu mối quan hệ năm 2010. Trong đó, ca sĩ Colombia sở hữu một biệt thự ở Miami trị giá khoảng 14 triệu đô la Mỹ. Còn trung vệ Tây Ban Nha có ngôi nhà 3 tầng ở trung tâm Barcelona trị giá gần 5 triệu đô la Mỹ. Vấn đề cần giải quyết sẽ là vốn hoặc tài sản chung được đứng tên cả Piqué và Shakira. Hai người sẽ phải đi đến thỏa thuận về cách chia sẻ chúng. Theo báo Tây Ban Nha Marca, cặp cầu thủ, ca sĩ mua một ngôi nhà vào năm 2012 tại Esplendor Berenguer, Barcelona trị giá gần 5 triệu đô la Mỹ. Tới năm 2015, họ mua thêm một căn hộ gần sân Camp Nou với giá khoảng 5,3 triệu đô la Mỹ. Đây là hai tài sản duy nhất mà Piqué và Shakira phải phân chia. Ông Emmanuel Macron cảm thấy có trách nhiệm và xem việc giữ chân Kylian Mbappé ở lại PSG thay vì gia nhập Real là bảo vệ nước Pháp. Đúng là tôi đã trò chuyện với Mbappé trước khi cậu ấy quyết định tương lai. Trong đó, tôi chỉ khuyên Mbappé một cách hoàn toàn thân mật, hãy ở lại Pháp. Tôi tin rằng, với tư cách là tổng thống, trách nhiệm của tôi là bảo vệ nước Pháp bằng những yêu cầu thân thiện. Báo Anh Sport Mail ngày 5 tháng 6 dẫn lời ông Macron. Không phải lần đầu ông Macron thừa nhận tác động để giữ Mbappé ở lại PSG. Hồi tháng 6 năm 2021, khi Mbappé từ chối gia hạn với PSG, Tổng thống Pháp đã công khai nhắn nhủ anh ở lại sân Parc de Princes. Cuối tháng 5, tiền đạo Pháp đồng ý ở lại PSG đến tháng 6 năm 2025. Theo đó, Mbappé nhận đãi ngộ chưa từng có trong lịch sử bóng đá với lương tháng 5 triệu đô la Mỹ, nhận lót tay gia hạn 125 triệu đô la Mỹ, được toàn quyền sở hữu giá trị hình ảnh, các khoản thưởng và có tiếng nói trong mọi quyết định quan trọng của câu lạc bộ.